Hôm nay là bài mở đầu tiên sẽ hướng dẫn các bạn cách để đăng ký tài khoản và xác minh tài khoản để có thể sử dụng được nhiều tính năng hơn của trang web. Đầu tiên, để đăng ký tài khoản, chúng ta sẽ nhấn vào nút Sign Up và điền đầy đủ thông tin ở đây rồi chúng ta nhấn nút Sign Up. Nếu các bạn nào dùng điện thoại để lên đăng nhập trang web thì chúng ta sẽ vuốt qua phần góc phải này, chúng ta sẽ thấy dấu ba gạch. Các bạn click vào và lúc đó mình sẽ thấy dấu cái chữ Sign Up ở đây và mình nhấn vào để điền thông tin giống như ở phần trang web. Sau khi đã điền thông tin thì các bạn sẽ nhận được một email ở trong hộp thư của mình. Và các bạn phải click vào hộp thư đó để xác minh tài khoản. Nhưng nếu các bạn không có nhận được email thì sau đó chúng ta đăng nhập vào lại trang web. Và chúng ta nhìn ở góc phải đây sẽ có chữ click here ngay đây. Mình sẽ nhấn vào và hệ thống sẽ tự động gửi lại email để chúng ta xác minh. Nếu như bạn nào không thấy cái mục click here ở đây thì các bạn có thể làm theo cách thứ hai như sau. Là chúng ta sẽ nhấp vô cái mục dấu cái hình avatar của mình ở đây. Và chúng ta vào đây My Profile. Ở đây chúng ta có phần là send lại email nè, chúng ta sẽ nhấn vào đây. Đó, và hệ thống cũng sẽ gửi lại email cho chúng ta. Tương tự với cách này thì các bạn sử dụng ở trên điện thoại cũng như vậy. Là khi và chúng ta mới đăng nhập vào trên điện thoại, chúng ta cũng sẽ kéo qua bên dấu ba gạch và chúng ta nhấn vào đây, nó sẽ có cái hình và cũng sẽ ra một cái khung box như vậy. Chúng ta cũng nhấn vào My Profile rồi nhấn vào Send Mail để gửi lại email. Nếu như chúng ta chưa có xác nhận email thì cái dòng thông báo ở đây nó sẽ luôn hiển thị. Và khi mà nhận được email ở trong hộp thư, chúng ta chỉ click vào link và đã xác mail thành công. Kế tiếp là nếu mà các bạn muốn liên hệ với bên trung tâm, bên nhóm hỗ trợ của Tixero, các bạn có thể nhấn vào hộp thư ở đây và chúng ta nhập thông tin và chúng ta gửi. Và còn một ngoài ra, nếu mà các bạn muốn chuyển ngôn ngữ thì mình có thể chuyển qua tiếng Trung hoặc là tiếng Việt ở đây. Chúng ta kéo xuống phần cuối của trang web. Và phần hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn có câu hỏi thắc mắc gì thì hãy để lại thông tin ở bên dưới email hoặc tham gia vào group Facebook để được hỗ trợ nhiều hơn. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để thường xuyên nhận được những video mới nhất, hướng dẫn và về cách sử dụng trang web Tixero và cùng nhau kiếm tiền. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những bài tiếp theo.